vào không gian này, nếu không được giới thiệu trước, chúng tôi sẽ lầm tưởng như đang bước vào một lớp học dành cho người Nhật. Mặc quả không sai, khi không gian xung quanh được trang trí theo phong cách văn hóa Nhật Bản. Những cành hoa anh đào, những bộ quốc phục kimono được xếp bằng giấy. Tất cả đã tạo cho không gian lớp học trở nên đặc biệt hơn. Việc bài trí này nhằm mục đích tạo ra hiệu quả tốt cho quá trình học tập ngôn ngữ, đồng thời giúp các sinh viên làm quen với văn hóa của xứ sở hoa anh đào. Chương trình đào tạo tiếng Nhật và tạo cơ hội cho các sinh viên có thành tích học tập tốt được sang Nhật sinh sống và làm việc tại Nhật, được Trung tâm Phát triển Nguồn Nhân lực Châu Á và Sở Nghiên cứu Học thuật Quốc tế Nhật Bản liên kết với Trường Đại học Yasin Đà Lạt, tổ chức đào tạo từ năm 2007. Sinh viên tham gia lớp học này chủ yếu là những sinh viên ưu tú của nhà trường, đến từ các ngành học có sinh viên làm việc tại Nhật Bản như khoa ngoại ngữ, khoa kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp và điều dưỡng viên. Lớp học tiếng Nhật này chính là cánh cửa mở ra con đường ngắn nhất cho sinh viên đến với công việc và cuộc sống đáng mơ ước ở đất nước mặt trời mọc. Ai bước chân vào lớp này thì đều có mong muốn là được đi ra, có cơ hội đi Nhật để làm việc. Dạ, tại vì em thấy môi trường làm việc ở Nhật thì nó khá là tốt và có thể có khả năng phát triển được. Lúc đầu thì cũng sợ là nó khó, nhưng mà học một thời gian rồi cô Hà dạy rất là dễ hiểu nên tiếng Nhật đối với tụi em cũng dễ dàng. Nếu mà tụi em có thể có cơ hội được đi thì đó là một trong những cái cơ hội rất là lớn, và cũng là cái nơi lớp học này cũng sẽ là cái nơi để em có thể đi tới một cái chân trời mới mà tụi em có thể học được nhiều cái tốt hơn. Sau hơn 8 khóa đào tạo, Trường Đại học Yasin Đà Lạt đã có 34 sinh viên được giới thiệu và được làm việc tại các công ty lớn của Nhật Bản. Tuy số lượng sinh viên được tuyển chọn vào làm việc tại Nhật Bản không nhiều, nhưng có thể khẳng định việc đào tạo sinh viên cho mô hình liên kết này đánh dấu một bước tiến xa trong sự liên kết đào tạo nguồn nhân lực trẻ, phục vụ trong nước và quốc tế. Điều đáng nói, trong 34 sinh viên ấy đều làm việc tại các công ty, tập đoàn uy tín của đất nước mặt trời mọc, đã gặt hái được nhiều thành công khi được phía đối tác đánh giá cao. Các ông giám đốc của các công ty lớn của Nhật đã có phản hồi cho chúng tôi về các em đang đi làm việc ở bên Nhật, khen các em rất là nhiều và nói là sinh viên của trường Đại học Yasin thì rất là năng nổ, dễ thương và làm việc rất là chăm chỉ. Về kiến thức thì các em nắm kiến thức rất là tốt, kể cả về thiết kế 3D, đồ họa hoặc là vẽ tay, các em đều vẽ tốt hết. Mỗi năm, Trường Đại học Yasin Đà Lạt đều chiêu sinh lớp học này và đào tạo ngôn ngữ Nhật cho gần 100 sinh viên đạt chuẩn. Trong đó sẽ có từ 5 đến 7 sinh viên có khả năng tiếng Nhật tốt và học lực chuyên môn giỏi sẽ được giới thiệu phỏng vấn công việc tại Nhật. Tất cả những chi phí này sinh viên đều được hỗ trợ hoàn toàn. Ngoài ra, những sinh viên khác cũng đều dễ dàng hơn khi xin việc ở các công ty Nhật Bản có chi nhánh ở Việt Nam. Trong thời đại hội nhập và phát triển như hiện nay, những mô hình liên kết đào tạo được mở tại Trường Đại học Yasin Đà Lạt sẽ mở ra nhiều hướng đi và triển vọng mới cho tri thức trẻ của tỉnh Lâm Đồng, qua đó từng bước đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng tiền này có kỹ thuật bảo an bóng chìm hình hoa sen và số 65 thể hiện 65 năm ngành ngân hàng Việt Nam. Đồng tiền lưu niệm được thiết kế theo phong cách hiện đại, có tính biểu tượng, biểu trưng cao.